chào các bạn, xin chào những người đang theo dõi kênh YouTube PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, viết tắt của chữ PA. Chúng tôi là một công ty chuyên cung cấp các cái dịch vụ đào tạo về digital marketing, quảng cáo truyền thông và cung cấp cả những cái giải pháp quảng cáo cho học viên và khách hàng. Hiện nay thì tôi là giảng viên đại học và cũng là một chuyên gia đào tạo và tư vấn về digital marketing, bán hàng online, livestream vâng một trong những cái chủ đề gần đây tôi nhận được yêu cầu của các anh chị và các bạn đó là thầy phan anh ơi hãy hướng dẫn cho em thực hiện một cái chiến dịch quảng cáo trên ứng dụng tinder trước hết thì phải giới thiệu với mọi người một chút ứng dụng tinder là ứng dụng gì thì đây là một cái ứng dụng <laughs> hẹn hò tìm các cái mối quan hệ bạn bè yêu đương ở trên mạng xã hội và nó tập trung vào việc là kết nối các cái mối quan hệ mà có tính chất là hẹn hò người ta gọi là các cái phần mềm để tìm kiếm hẹn hò bạn bè và sâu xa hơn nữa thì có thể là có nhiều người nói rằng là đấy là những ứng dụng để tìm người yêu hoặc là tìm friendship đúng không ạ tìm fwb vân vân rồi À, dù người ta ứng dụng nó vào việc gì đi chăng nữa Thì à, Tinder là một ứng dụng à, Có một cái lượng người dùng cũng khá là phổ biến Và à, vì một vài lý do nào đó Thì các bạn cũng muốn thực hiện các chiến dịch quảng cáo ở trên này Vâng, thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn Chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google Chạy quảng cáo Zalo, chạy quảng cáo TikTok Rất nhiều trên kênh của tôi rồi à, Các bạn có thể xem các cái playlist Trên kênh PA Marketing Vâng, thế thì hôm nay à, Video này sẽ hướng dẫn Thực hiện chiến dịch quảng cáo trên ứng dụng tinder Vâng. Thế thì khi mà các bạn mà vào điện thoại di động <laughs> Các bạn vào điện thoại di động Các bạn quẹt uh, Trên cái ứng dụng tinder của mình Và các bạn có thể nhìn thấy một số cái quảng cáo hiển thị ở trên đó Và câu hỏi được đặt ra là Làm thế nào để các bạn có thể thực hiện được một chiến dịch trên này Và uh, chiến dịch trên này thì nó Là những cái dạng chiến dịch gì quảng cáo như thế nào và làm sao để có hiệu quả Đó Thì trước hết là trả lời với các bạn như sau uh, Bản thân Tinder bản thân Tinder là không có hệ thống quảng cáo riêng giống như là Facebook giống như là Google giống như là TikTok mà hiện nay Tinder đang chia sẻ cái ứng dụng của mình cho Facebook và cho Google khai thác quảng cáo và vậy muốn thực hiện chiến dịch quảng cáo Tinder thì các bạn có thể thực hiện chiến dịch quảng cáo trên Facebook hoặc À, quảng cáo trên Google hiển thị thì như vậy có hai cách để chạy quảng cáo trên Tinder đó là Facebook và thứ hai nữa là à, Google trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn chạy quảng cáo à, trên Tinder nhưng à, dựa trên cái quảng cáo của Facebook ok à, chúng ta sẽ bắt đầu đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu một chút xíu cho các bạn về à, ứng dụng Tinder ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái logo nó trông như thế này đó logo nó trông như thế này ok à, tiếp theo là à, các bạn đi vào cái à, kênh facebook của mình rồi các bạn vào facebook của mình được chưa ạ? thế thì à, để chạy quảng cáo cho chiến dịch tinder thì các bạn phải có tài khoản quảng cáo của facebook và uh, trong rất nhiều các cái video tôi đã hướng dẫn uh, cho các bạn cái quảng cáo của Facebook rất là kỹ rồi uh, các bạn có thể xem cái kênh YouTube PA Marketing của tôi Đó. thì trong này nó sẽ có những cái playlist về uh... chị đang phải đối mặt với một năm kinh tế buồn uh, bán hàng rất OK uh, các bạn có thể xem những cái playlist uh, về Facebook về email về TikTok đúng không? rất nhiều. thì đây là video về Tinder nhưng được thực hiện trên Facebook và à, buổi sau tôi sẽ làm một cái video à, cho Tinder nhưng mà chạy trên Google. thì về cơ bản thì chúng ta cũng sẽ tạo chiến dịch như thông thường thôi. Đấy. và chạy quảng cáo trên Tinder thì hầu như chúng ta thấy sẽ là chạy quảng cáo dạng hiển thị hoặc là dạng à, truy cập đó hoặc là dạng truy cập. vì vậy À, chúng ta sẽ chọn cái dạng là lưu lượng truy cập à, chúng ta sẽ chọn lưu lượng truy cập khi mà người ta lướt facebook người ta lướt facebook thì người ta sẽ không nhìn thấy quảng cáo của mình đâu bởi vì quảng cáo của mình hiển thị ở trên tinder khi người ta phải lướt tinder thì người ta mới có thể nhìn thấy quảng cáo của mình và sau đó người ta nhấp vào cái quảng cáo đó thì nó chạy về một cái trang đích hoặc là một cái ứng dụng cài đặt à, nếu mà chúng ta chạy quảng cáo ứng dụng đấy hoặc là nó cho cái hiển thị thì chúng ta chọn mức độ hiển thị. À, còn nếu mà các bạn muốn có tương tác là, uh, bình luận thì xin thưa là Tinder sẽ không làm được việc như vậy. À, thế thì à, các sản phẩm và dịch vụ gì thì các bạn nên chạy trên Tinder đây. À, thì các bạn biết rằng là Tinder là một ứng dụng để hẹn hò và nghe lịch sự như vậy à, hoặc là để tìm bạn tình tìm người yêu thì à, cho rõ ràng là những cái dịch vụ mà có liên quan. À, tôi đã thí dụ đây, chẳng hạn như là khách sạn thí dụ như là nhà nghỉ resort đúng không ạ hoặc là các cái đồ thời trang dành cho các bạn nam các bạn nữ đúng không ạ hoặc là những cái dịch vụ như là spa chăm sóc sắc đẹp chăm sóc sức khỏe Đấy, rồi thì rất nhiều những cái ý tưởng khác các bạn có thể thực hiện ở trên này Đấy, và một số người thì cũng sử dụng tinder để xây dựng một cái profile thu hút và sau đó thì matching và các bạn cũng có thể sử dụng tinder gold hoặc là tinder những cái gói à, dịch vụ cao cấp của tinder để các bạn à, thu hút cái à, lượng khách hàng tự nhiên ở trên này đó thì bản thân tinder là không có hệ thống quảng cáo nhưng nó có cái dạng là account trả phí tức là những cái gói à, nâng cấp của nó à, mình có thể nhìn thấy được profile của những người khác đang muốn kết bạn với mình à, và mình có quyền lựa chọn mình có quyền lựa chọn là chọn hay không chọn hoặc là khi mà mình mình suýt một ai đó tức là mình mình quẹt mình đồng ý muốn kết bạn với một ai đó thì cái tài khoản trả phí của mình sẽ được ưu tiên à, thì có những bạn cũng đã uh, xây dựng profile trên Tinder và bán được hàng trên Tinder à, cũng rất là hay tuy nhiên video này nhắc lại là chúng ta sẽ tập trung vào uh, thực hiện cái chiến dịch quảng cáo trên Tinder ok rồi thì chúng ta sẽ quay lại Facebook chúng ta thực hiện uh, chiến dịch mới À, chúng ta sẽ chọn ví dụ như là lưu lượng truy cập và chúng ta bấm tiếp tục. Vâng, à, do cái phần này tôi đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, nên là tôi sẽ nói nhanh à, và cái nhấn mạnh đến cái điều quan trọng à, một là chúng ta sẽ chọn thiết lập thủ công, bởi vì nếu mà chúng ta chọn tự động thì chúng ta sẽ không tắt được các cái vị trí hiển thị. À, cái quan trọng của cái việc chạy quảng cáo uh, uh, hiển thị trên Tinder đó là chúng ta chọn đến uh, cái vị trí hiển thị à, placement vị trí hiển thị ở đây thì tên chiến dịch chúng ta cũng đặt như thông thường hạng mục quảng cáo đặc biệt nếu chúng ta có ví dụ tín dụng việc làm nhà ở hoặc là bầu cử chính trị thì chúng ta cũng để đúng không ạ à, chúng ta cũng có thể bật thử nghiệm A trên B hoặc là để chiến dịch ngân sách A test plus của Facebook phần này các bạn vui lòng xem lại cái video mới nhất về quảng cáo trên YouTube của tôi đây Facebook marketing có một cái video rất mới rất mới luôn à, làm rất là kỹ khoảng một tiếng đồng hồ Chạy quảng cáo chi tiết trên 2024 đây ạ Vâng Dạo này thì tôi cũng không ra video nhiều đều lắm Ok Tiếp tục Đó Thì cái, cái lượt chuyển đổi ở đây thì các bạn có thể chọn là trang web tức là người ta sẽ Lướt Tinder đấy, Người ta sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn Và lướt Tinder nhìn thấy quảng cáo và sau người ta nhấp vào cái quảng cáo đấy nó chạy về trang web và nó chạy về ứng dụng Ứng dụng là cái app mà mình muốn cài hoặc là nếu mà các bạn bán hàng quốc tế thì các bạn có thể để WhatsApp chạy về WhatsApp ví dụ như là bạn ở, ở, ở châu âu hay bạn ở trung đông hay ở các quốc gia khác thì bạn có thể chọn một cái tin nhắn toàn cầu đó là WhatsApp ok hoặc Messenger cũng được mục tiêu thì bạn có thể tối đa hóa các lượt xem trang đích hoặc là số lượt xem liên kết đều được thế thì tôi muốn bạn hình dung ra là cái quảng cáo Tinder ad nó sẽ trông như thế nào nó sẽ trông như thế nào thì ở đây khi mà các bạn nhìn đây này đấy, khi mà chúng ta lướt trên Tinder thì nó sẽ có một cái quảng cáo hiển thị như thế này đấy, và nó có thể có chữ quảng cáo của Google hoặc quảng cáo của Facebook à, thì chúng ta đang tạo ra cái chiến dịch như vậy chúng ta đang tạo ra cái chiến dịch như vậy để uh, chúng ta có thể uh, thu hút được thêm cái lượng khách hàng ở đây ở một cái kênh cũng rất là mới và thú vị Thì tiếp tục đến đây, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là bật cái tính năng phân bổ nội dung động để nó tăng cái sự hấp dẫn cho cái phần hình ảnh hoặc là phần video hiển thị của mình. Phần ngân sách thì chúng ta đặt ngân sách hàng ngày của Facebook thôi. Ví dụ như mình có thể đặt tối thiểu là một đô la, khoảng độ 25.000 tiền Việt. Còn thường thì chạy ngân sách nhỏ thì không hiệu quả với Facebook lắm bởi vì là quảng cáo của Facebook bây giờ khá là đắt rồi. Nhớ rằng là chúng ta đang thực hiện chiến dịch quảng cáo trên Tinder nhưng thực chất là hệ thống quảng cáo là của Facebook và vị trí hiển thị quảng cáo là của Tinder mà thôi. Đấy, thí dụ như chúng ta có thể đặt ngân sách ở đây là khoảng 100 ngàn. Tôi nói thí dụ như vậy. À, lịch chạy ngày hôm nay là 27 tháng 2 năm 2024. Đó. Đây. Về à, lựa chọn kiểm soát đối tượng ở đây chính là cái người xem quảng cáo. À, người xem quảng cáo thì mình cũng chọn là vị trí địa lý Ở từng quốc gia nào đó Ví dụ Việt Nam hoặc là Châu Âu hay là Mỹ hay là Trung Đông à, UAE đấy gì đó đúng không à, Còn các cái thành phố Hoặc là các bang tùy đó. À, Mình cũng có thể thả ghim bằng cách là mình chọn vào đây à, Mình thả ghim à. À, Phần đối tượng Advantage Plus đúng không ạ Thì đây là cái phần tự động nó sẽ Ưu tiên cho mình nó sẽ đẩy hiển thị cho mình. Thế còn nếu không ấy, thì mình có thể là dạ mình sẽ chọn cái đối tượng mình mong muốn, tuổi tác, giới tính, rồi nhắm mục tiêu chi tiết, Đấy, nhân khẩu sở thích hành vi. Trong nhân khẩu thì các bạn cũng nhìn thấy có rất nhiều các cái tiêu chí, tài chính, sự kiện trong đời, vân vân, nhiều lắm vâng rồi sở thích thì cũng chúng ta cũng có hàng trăm hàng nghìn các sở thích khác nhau thì chúng ta cũng chọn đó hành vi cũng tương tự như vậy phần này các bạn nhớ rằng là quay lại cái xem cái video này giúp tôi à, cái video này tôi à, đã hướng dẫn rất là kỹ rồi quay trở lại kênh youtube để tiết kiệm cái thời gian rồi tiếp tục thế thì cái bí quyết ở đây là gì cái bí quyết ở đây nó chính là cái vị trí hiển thị tôi nhắc lại cái bí quyết ở đây nó chính là cái vị trí hiển thị của quảng cáo làm thế nào quảng cáo được hiện được hiển thị trên tinder thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần vị trí quảng cáo Đấy, vị trí quảng cáo phần này là phần uh, có thể nói là quan trọng nhất của cái video này Đấy, thì chúng ta cũng sẽ không chọn vị trí quảng cáo advantage plus không chọn advantage plus tức là chúng ta chọn tự động nếu mà chọn tự động như vậy thì nó sẽ hiển thị tất cả trên facebook và trên rất nhiều chỗ khác mà mục tiêu của chúng ta là đang muốn quảng cáo trên Tinder, ok? Thì chỗ này các bạn sẽ bấm vào chỉnh sửa. Các bạn sẽ không chọn vị trí Advantage Plus mà các bạn chọn vị trí quảng cáo thủ công. Đấy. Thì các bạn biết rằng là, là Facebook có bốn nền tảng đó là Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network. Đấy. Audience Network tức là network ở đây chúng ta dịch là mạng lưới, mạng đúng không ạ? Audience tức là khán giả, khách thì cái mạng mà nó quảng cáo đến những cái công cụ khác không nằm trong thuộc sở hữu của facebook thì facebook nó đặt tên là audience network vì vậy muốn chạy quảng cáo trên tinder thì các bạn chọn cho tôi phần audience network các bạn tắt cho tôi instagram các bạn tắt cho tôi messenger ok và trong phần facebook các bạn cũng phải tắt đi rất nhiều trong phần facebook thì không phải là cái gì mình cũng được tắt À, thằng Facebook nó quy định là phải để bảng tin new feed Bắt buộc luôn phải để Không là quảng cáo không chạy được à, Mình sẽ tắt hết những cái thứ khác Reels mình cũng tắt đi Đấy. Thước phim, watch mình cũng tắt đi à, Kết quả tìm kiếm mình cũng tắt đi Ok, đến phần ứng dụng và trang web Phần này thì mình dứt khoát phải để à, Ứng dụng và trang web thì phần này dứt khoát mình phải để Đây, Thế thì nó nó ứng dụng và trang web tức là gì? Tức là cái Tinder đây chính là cái ứng dụng một cái ứng dụng ở trên điện thoại di động. Đó. Thế thì điều mà nó thú vị ở đây đấy chính là khi mình chọn ứng dụng và trang web của hệ thống quảng cáo Facebook trên cái nền tảng Audience Network, Audience Network đây. OK, Audience Network đây ạ. Đó. Thì quảng cáo này không chỉ quảng cáo trên Tinder mà nó cũng quảng cáo trên các ứng dụng khác nữa. Cho nên cho nên là chạy quảng cáo trên Tinder, hiển thị trên Tinder thông qua hệ thống của Facebook chưa phải là tối ưu nhất bởi vì nó cũng quảng cáo trên các ứng dụng khác nữa. Đấy. Thì sau này cái video tiếp theo tôi sẽ làm là quảng cáo hiển thị trên Tinder nhưng chạy trên Google thì nó lựa chọn được chính xác ứng dụng tinder lúc đó thì cái cái mục tiêu của bạn nếu bạn muốn chạy trên tinder lúc đó có mục tiêu là tốt nhất mục tiêu là hiệu quả nhất ok còn chỗ này thì các bạn phải chấp nhận là nó hiển thị đến cả những app khác nữa à, hiểu vấn đề chưa ạ ok thì chúng ta không có lựa chọn khác nhá các bạn bảo ôi thầy ơi thế thì làm thế nào chỉ chạy được trên tinder không thì xin mời là nếu các bạn sử dụng facebook thì không lựa chọn được còn các bạn muốn chạy chỉ only Tinder chỉ Tinder thôi thì các bạn sang Google giúp tôi và video sau tôi sẽ hướng dẫn rồi đấy bây giờ Facebook nó còn có cả quảng cáo hợp tác mình có thể kết hợp với uh, một số những cái nhà sáng tạo nội dung trên reels đúng không ạ rồi nhận diện thì lúc này mình cũng chọn đến cái trang fanpage của mình muốn chạy đấy. mình cũng có thể là bây giờ mình thiết lập quảng cáo đây À, dạng quảng cáo hình ảnh hay là quảng cáo video à, ở đây thì có là gì à, định dạng là linh hoạt là chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn là một định dạng à, mang lại hiệu quả cao nhất à, một hình ảnh hoặc một video à, quay vòng tức là từ hai hình ảnh đến đến 10 hình ảnh nó sẽ xoay 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 tuy nhiên trên Tinder thì nó chỉ hiển thị được một hình ảnh và ảnh dọc hiển thị được một hình ảnh và ảnh dọc cho nên các bạn nếu mà có để xoay dòng thì xoay vòng thì À, có thể lần này các bạn nhìn thấy cái ảnh này, nhưng lần sau các bạn nhìn thấy cái ảnh khác nó sẽ xoay xoay chuyển để cho mình à, có nhiều cái hình ảnh à. Thì thực ra chiến dịch này các bạn có thể chạy dạng một ảnh này hoặc một video hoặc là nhiều nhiều hình ảnh cũng được à, Ok Quảng cáo đa bên Rồi Đấy, Nội dung đây, nội dung quảng cáo thì lúc này bạn sẽ phải chọn hình ảnh à, Bạn chọn hình ảnh bằng cách bạn up lên Hoặc là chọn video bằng cách bạn up lên Đó Thế khi đó các bạn chọn hình ảnh thì bạn sẽ up từ dưới lên hoặc là bạn lấy ở sẵn đây à, Tôi chỉ lấy một cái ví dụ nháp thôi, ví dụ mẫu thôi Đấy. Thì đây trên bảng New feed của Facebook nó sẽ hiển thị như thế này à, Trên ứng dụng nó sẽ hiển thị như thế này à, Mình có thể để chế độ ảnh dọc à, Ảnh dọc thì bao giờ nó cũng sẽ hấp dẫn hơn à, Các bạn nhìn thấy không ạ à, Thế thì chỗ này các bạn sẽ cần phải tối ưu ví dụ như là logo của bạn ở đây, bắn text, chương trình gì đó xong thì à, kiểu như là hãy chạm vào em đi, đúng không? À, hãy sở hữu em đi, đúng không? Hãy à, click vào em đi, đúng không? Hãy tức là những cái lời kêu gọi hành động, hãy mua hàng, hãy inbox cho em, vân vân, để khám phá cái gì đó, ví dụ như là khám phá về khu du lịch, khám phá về resort, khám phá về các dịch vụ của bên em, vân vân, hay là spa của em, thì nó sẽ hiển thị một cái hình ảnh đúng như này Trên cái cái, cái cái lúc mà các bạn quẹt trên Tinder Các bạn quẹt trên Tinder Thì để dễ hình dung thì các bạn nhìn thấy là um, Tinder nó sẽ quẹt như thế này Và một số bạn thì chưa dùng Thì các bạn có thể cài thử cái ứng dụng Tinder lên Đấy. Thì sau đó nó nó sẽ tìm Nó cứ match Nó xoẹt 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 match như thế này Đấy. Thế, thế thì khi bạn bỏ qua một ai đó Thì nó sẽ nhìn thấy một cái quảng cáo mà mình hiển thị Đấy. Đây ạ dễ hình dung nhất nó chính là cái quảng cáo như thế này đó mình nhấp vào đây mình nhấp vào đây thì nó sẽ ra cái trang web hoặc ra cái ứng dụng đấy. thì cái chỗ này mục đích của nó duy nhất đấy chính là placement tức là cái phần vị trí hiển thị nó hiển thị trên Tinder và cái đối tượng nó cũng đặc biệt hơn một chút bởi vì Tinder thì người ta vào đấy người ta có cái xu hướng là người ta tìm bạn bè tìm các mối quan hệ tìm người yêu đúng không OK tiếp mình cũng có thể tối hóa bằng advan Blur plus ví dụ như là mình cho bình luận này nhạc này hình ảnh mẫu vân vân này đấy, mình có thể chọn ở đây thì đây là cái ứng dụng mà nó sẽ giúp mình chỉnh sửa hình ảnh các thứ nó đẹp hơn nó đẹp hơn thôi đấy thế thì tương tự như vậy à, đây ứng dụng và trang web đấy, new feed đấy, bắt buộc phải dùng new feed là mình không thể tắt mình không thể tắt được vì facebook nó yêu cầu đấy rồi hình ảnh này các thứ nào đã tối ưu rồi đấy, văn bản đúng không văn bản đây mình nói là hướng dẫn chạy quảng cáo hiển thị đi trên ứng dụng Tinder à, bài phan anh ok thầy phan anh đấy, ví dụ như thế đúng không có thể thêm lựa chọn văn bản nữa mình thêm Đấy, như <laughs> phương pháp chạy trên nền tảng Facebook nhân với Audience Network Đấy, ví dụ như thế đúng không rồi tiêu đề một bổ sung vân vân trang đích Đấy, trang đích bây giờ mình muốn đưa đến cái trang nào ví dụ như trang web của thầy Phan Anh pa marketing vn một cái trang chủ hoặc là một cái trang đích một cái đường link mà mình muốn hiển thị có thể là một cái khóa học của chạy quảng cáo trên Tinder chẳng hạn để thầy nói ví dụ thế rồi số điện thoại số điện thoại này là số điện thoại trên WhatsApp 0989623888 thì cái số này mình sẽ sử dụng trên WhatsApp mình tích vào đây thì bắt đầu nó sẽ hiển thị ở trên cái, cái website của mình hoặc là à, cho phép gọi điện trực tiếp nếu mà ở việt nam hoặc là quốc tế thì mình phải sử dụng các cái đầu số quốc tế ok à, thường thì nếu ở việt nam các bạn nên để gọi hoặc là nhắn trên facebook nhắn trên whatsapp ok ở nước ngoài thì chắc chắn là phải dùng whatsapp rồi gần như là à, nó là một cái ứng dụng nhắn tin toàn cầu rồi Đấy. Thế sau đó thì mình bấm vào đây à, hoặc là mình có thể đổi cái um, mình có thể đổi cái, cái câu lệnh cái câu uh, uh, gọi là hành động đây nút kêu gọi hành động tìm hiểu thêm hay là đặt hàng hay là tư vấn đúng không ví dụ thế rồi thế thì cái chốt lại cái video này hướng dẫn chạy quảng cáo trên Tinder thì có những cái gì à, xin phép được chốt lại với các bạn à, thứ nhất là một là các bạn chạy được ở trên Facebook và trên Google thì trong video này tôi hướng dẫn cho các bạn ở trên Facebook thứ hai là toàn bộ các thao tác chạy quảng cáo thì giống hệt như là chạy quảng cáo trên Facebook mà tôi đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi và thứ ba là cái đặc biệt nhất và cần nhớ nhất đó chính là chỉnh sửa phần vị trí hiển thị thay vì chúng ta chọn là Advantage Plus là tự động thì chúng ta sẽ chọn là thủ công và trong phần thủ công thì chúng ta tắt hết các vị trí trên instagram trên messenger đi và cả trên facebook nữa để lại vị trí new feed trên facebook và đặc biệt là phải để lại các vị trí của audience network à, audience network của facebook nhớ nhá còn lại thì à, khi mà chạy cái chiến dịch này các bạn nhớ rằng khi chạy chiến dịch này thì nó thường là chỉ chiến dịch hiển thị hoặc là chiến dịch truy cập à, nó sẽ không có nhắn tin không có inbox không có Uh, chat không có bấm like gì cả, Đấy, nó hoặc là nó click vào nó vào web hoặc là nó tải ứng dụng hoặc là không. Đấy, thế thì lúc này thì các bạn sẽ cần phải tối ưu hình ảnh một chút và đặc biệt là trang web của các bạn thì các bạn phải làm web ngon hoặc là đường link ngon hoặc là sử dụng các cái ứng dụng uh, landing page để mà tạo ra landing page. Như ở Việt Nam thì các bạn có thể sử dụng Ladi page hoặc là các bạn sử dụng uh, Wix hay là Zoho hoặc là uh, WordPress hoặc là có thể thuê một số những người người ta làm uh, landing page để tối ưu cho Đấy. thế thì khi mà mình chạy thì mình cũng nhớ rằng là tinder nó có một cái rất là là, là riêng uh, nó 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 khá là trẻ đối tượng khách hàng khá là trẻ và họ vào đây với một mục đích là hẹn hò kết bạn tìm thêm những mối quan hệ mới uh, có thể có những cái mục đích rất là tốt đẹp nhưng cũng có thể có những cái mục đích nó cũng cần phải uh, cân nhắc một chút thế cho nên là khi mà mình có những sản phẩm hoặc dịch vụ Hoặc cách làm mới Thì mình nên cân nhắc thử trên Tinder Chạy quảng cáo trên Tinder Hiển thị trên Tinder Ngoài ra thì nhớ rằng là Tinder Nó còn có cái ứng dụng là tài khoản trả phí Cao cấp Thì nó có rất nhiều những cái lợi thế Việc xây dựng một profile uy tín Đẹp và chất lượng Ở trên Tinder cũng giúp các bạn tìm kiếm được khách hàng rất nhiều Trong một số những cái sản phẩm và dịch vụ Ví dụ như tôi nói như là Spa hay là làm đẹp hay là chăm sóc sức khỏe hay là uh, yoga gym fitness uh, hoặc là uh, khách sạn nhà nghỉ resort Đấy, hoặc là các cái sản phẩm uh, dành cho người lớn uh, đều rất là tốt các bạn nhé vâng uh, nếu mà các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi nào uh, một cái yêu cầu nào uh, liên quan đến uh, quảng cáo liên quan đến uh, uh, bán hàng liên quan đến kinh doanh thì hãy uh, liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, số điện thoại của tôi là 0989623888. Số điện thoại này sử dụng là 18 năm rồi, đến bây giờ cũng vẫn chưa đổi, đúng không ạ? Facebook của tôi là địa chỉ facebook com sược Phan Anh Online hoặc là email gmail com Vâng, nếu các bạn thấy cần thiết, thấy hay thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi và từ nay trở đi thì tôi sẽ cố gắng mà ra nhiều cái video mới hơn nữa và sắp tới thì tôi sẽ ra một số những cái video về AI về sale nữa để hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Vâng à, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn về những cái thông tin này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.